Trong thành phố tuyệt vời này, tất cả mọi người bất kể nơi xuất thân và chức vụ đều có thể cùng nhau làm việc thiện nguyện để giúp cho mọi công dân của thành phố Los Angeles. Họ là những nhân viên làm việc tại phòng phiếu. Họ giúp các cử tri trong ngày bầu cử bằng cách phân phối lá phiếu, trả lời những câu hỏi, đóng cửa và mở cửa các phòng phiếu. Họ làm việc đó không phải vì tiền, hoàn toàn không, nhưng là để giúp những người khác. Trở thành một phần tử trong nhóm thiệt hảo, làm nhân viên phòng phiếu là tiếp nối để trở thành một người hùng kế tiếp của Hoa Kỳ.